Minh Sáng có đi chơi qua. Nhân lúc xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn hôm nay đã quay trở lại đây cùng với Nhung để chúng ta đi tới với một bài học mới. Hôm nay chúng ta sẽ học một phương pháp về rừng cô tổ gà Arimas. Về ngay cô tổ gà Arimas. Các bạn có thấy quen không nè? À, có phải chúng ta đã học là Veta cô tổ gà Arimas rồi không? Và nó có nghĩa là đã từng. Tuy nhiên khi là Veru và Venai thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác hẳn. Nó có nghĩa là thỉnh thoảng hoặc là có đôi khi. Cách dùng là dùng để diễn tả một sự việc nào đó hoặc thỉnh thoảng đôi lúc xảy ra hoặc đôi lúc không xảy ra. Ví dụ như là Watashi wa hiru gohamo ta benai koto ga arimasu. Tức là tôi thì thỉnh thoảng không có ăn trưa, hoặc mình có thể dịch là tôi thì có đôi khi không có ăn trưa. Nhìn hình của các bạn đoán xem. Đây là nửa đêm vô nang cà phải không? Và bạn chó đi sủa, tức là có đôi khi hoặc thỉnh thoảng con chó đã sủa vào giữa đêm. Nhưng mà con chó này có phải của nhà mình không ạ? Của nhà bên cạnh đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói là Tonari no ie no inu wa yonaka hoeru koto ga atte nedaremasen. Tức là con chó của cái nhà bên cạnh á thì thỉnh thoảng rại sủa vào giữa đêm, cho nên là tôi không thể nào mà ngủ được. Còn ở đây nè, Hito no name o wasuremasu, tức là quên tên của một người nào đó. Vậy thì mình muốn nói là đôi khi hoặc thỉnh thoảng tôi lại quên tên của một người nào đó. Wasureru koto ga arimasu. Hito no name o wasureru koto ga arimasu. Ở đây nè. Abimasu thì là tắm, sao o abimasu, và mình thấy dấu chéo, tức là mình không làm chuyện đó. Sao abi này để nêm á, tức là có đôi khi mà tôi không tắm mà đã ngủ rồi, mình sẽ nói như thế nào? Nemas mình sẽ đổi thành là neru koto ga arimasu. Sao o abi này để neru koto ga arimasu. Có đôi khi hoặc thỉnh thoảng tôi đã ngủ mà không còn tắm. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn nhớ làm thêm bài tập ở cái link bên dưới để chúng ta có thể luyện hơn được nhiều hơn. Cái mẫu phương pháp ngày hôm nay. Hãy minh đã sẵn sàng yêu nara mà tay ma sô.